tháng 10 âm lịch hàng năm, khi mà lúa ngoài đồng đã chín vàng vào vụ thu hoạch, thì cũng là lúc người dân quê bắt đầu vào mùa săn bắt chuột đồng. Ngày xưa, chuột đồng là món ăn dân dã của người nghèo. Bởi lẽ, trong quan niệm thông thường của người Việt, chuột là con vật có nhiều tính xấu, đáng ghét, dơ dáy, bẩn thỉu, nên cứ nghe đến chữ chuột là dân thành thị không ưa hoặc thậm chí còn sợ. Thật ra, chuột đồng là loài chuột sạch sẽ nhất ở Việt Nam, chỉ đứng sau con chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Thịt chuột đồng có thể chế biến được làm nhiều món ăn và không thể không kể đến món giả cầy. Chuột sau khi được bắt ngoài đồng về, tiến hành loại bỏ nội tạng, loại bỏ sạch lông, đầu và dùng rơm thui lên vàng óng. Tiếp đến, rửa sạch sẽ lại một lượt nữa và tiến hành chặt thành những khúc nhỏ. Nguồn thức ăn chính của chuột ngoài đồng là lúa, khoai, bắp. Chuột đồng lớn rất nhanh, đẻ cũng rất nhiều, nhất là trong thời điểm cây lúa làm đồng, gặm sữa và đến khi lúa chín vàng rộ ngoài đồng. Lúc này, thức ăn chính của chuột là cua, ốc, tép, cá, bông lúa non, bông lúa vừa chín, hạt lúa rơi vãi trên đồng. Khi thịt chuột đã được chặt thành những khúc nhỏ, tiến hành tẩm ướp gia vị, gồm có riềng, mè, mắm tôm, mì chính, những nguyên liệu không thể thiếu cho một món giả cầy. Chuột đồng ăn nhiều, thức ăn lại là chất lượng cao, ăn đầy đủ chất, lên chuột mập ú, thịt mềm và nhiều mỡ. Chuột đồng thường cắn ngang thân cây lúa, rồi lôi bông lúa còn ngậm sữa hay bông lúa vừa chín tới, rớt xuống ăn sạch sẽ. Cánh đồng mà nhiều chuột, qua một đêm, chúng có thể gặt sạch hết bông. Vì vậy, hồi xưa nông dân săn chuột để bảo vệ mùa màng là chính, còn ăn thịt chuột là phụ. Bắt được chuột nhiều mà mập mạp, sạch sẽ như thế, bỏ đi thì phí của trời. Nông dân bèn nghĩ ra cách chế biến thịt chuột thành nhiều món ăn khác nhau, để ăn với cơm hàng ngày, để thay cho thịt, cá, hoặc cùng nhau thi thoảng ngồi nhậu rai rai vào lúc xế chiều. Tẩm ướp xong, chúng ta để gia vị ngấm khoảng 30 phút rồi bắt đầu đun sôi ở lửa nhỏ. Muốn ăn chuột đồng ngon, phải chọn loại chuột sống ở bờ ruộng, thấp, nhỏ con. Đừng bắt những con chuột to sống ở gò mương, cao, to béo, nhưng thịt sẽ dai và không thơm. Liên tục mở vung và đảo đều tay để chuột không bị cháy, chín đều. Vào những năm 90, khi phong trào nuôi chăn nở rộ, người ta bán chuột đồng đến con cân ký, bán rỉ từng lòng chuột sống cho người nuôi chăn dùng làm thức ăn cho chăn. Lên lúc này thì chuột đồng cũng lên giá theo, chứ không rẻ như trước nữa. Đun đậy vung khoảng độ 20 phút là thịt chín. Cuối cùng chúng ta cho thêm ít lá chanh thái nhỏ và tiến hành tắt bếp. Bây giờ, không phải dân quê mới thưởng thức món chuột đồng. Chuột đồng giờ đây đã vào các nhà hàng sang trọng trong thành phố, hãnh diện có tên trong thực đơn với những món lạ được chế biến cầu kỳ, có bàn tay người đầu bếp chuyên nghiệp như chuột xào lăn, chuột nướng trao, chuột băm nhuyễn xào khô, chuột lá cách, ăn với bánh đa nướng, v.v.